Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và cũng như là quốc tế. Tình hình lũ lụt đang nóng, rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những bản tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập tiếp tục xảy ra đối với nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao. Hôm qua 30 tháng 6 năm 2023, nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình nói rằng tình trạng mưa lũ, lũ lụt ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, hôm qua đã trích dẫn lời người phát ngôn đứng đầu nhà nước Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nói rằng tuyên bố tình trạng lũ lụt tại các tỉnh là vô cùng nghiêm trọng khi các con đập vỡ hàng loạt và nước sông thì tràn lên bờ, khiến cho thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Một số hồ chứa đã bị vỡ, gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Tình hình lũ lụt đang vô cùng nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã dẫn lời ông Tập Cận Bình vào ngày hôm qua. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ quét và ngập lụt tại tỉnh Hà Nam. Quan chức thành phố Trịnh Châu và nhiều thủ phủ ở nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông cho biết ít nhất đã có 12 người thiệt mạng và 5 người bị thương do lũ lụt. Trung Quốc đã phải nâng mức báo động từ lũ cấp 3 lên lũ cấp 2 để đối phó với cả khủng hoảng. Tại sao Trung Quốc lại nâng mức cảnh báo từ cấp 3 lên cấp 2? Bởi vì cấp độ báo động nguy hiểm ở Trung Quốc ngược lại với Việt Nam. Trong khi Việt Nam từ cấp 1 đến cấp 4 thì Trung Quốc từ cấp 4 đến cấp 1. Cấp 1 là cấp cao nhất. Kính thưa quý vị, mực nước dâng cao cũng khiến hệ thống giao thông của hàng chục thành phố khác như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vân Nam, Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều bị tắc nghẽn. Thành phố Trịnh Châu đã phải dừng hoàn toàn các hoạt động tàu điện ngầm từ hôm qua sau cơn mưa với lưu lượng từ 200 mm chỉ trong vòng 1 giờ. Khoảng 1 triệu người dân ở Phúc Kiến và Giang Tô đã phải di tản gấp trong đêm ngày hôm qua, 30 tháng 6 năm 2023. Hàng nghìn binh lính, cảnh sát, dân quân đã được điều động để giúp đỡ người dân đến nơi an toàn trú ẩn. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà Trung Quốc đang gặp phải. Và dường như mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn ra tay vùi dập Trung Quốc để trả thù cho các nước trên thế giới. Hôm qua, kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết quân đội của nước này đã cảnh báo mưa lũ khiến cho con đập mang tên Giang Tô ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhiều vết nứt tới 200 m. Con đập có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Quân đội và cơ quan cảnh báo khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với mùa hè đầy gay gắt với những cơn mưa và cơn bão vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, tình trạng đô thị hóa, xây dựng đập tràn lan và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp được cho là khiến tình hình mưa lũ ở Trung Quốc gặp những vấn đề vô cùng tồi tệ. Qua một con đập thứ hai ở tỉnh Vân Nam của phía Trung Quốc tiếp tục bị vỡ và nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, khiến cho 80 triệu dân phải di tản suốt trong đêm. Nhà nước Trung Quốc ra tuyên bố rằng sẽ tiếp tục cho phá vỡ một số tuyến đê để cứu một vài con đập. Hiện con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên đập Tam Hiệp vẫn đang cực kỳ nguy cấp, nhưng các quan chức cấp cao nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng nếu cứ tình trạng mưa to, gió lớn, bão tố xảy ra như thế này thì nhiều khả năng siêu đập Tam Hiệp cũng sẽ bị vỡ. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm hoàn toàn Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ thế giới sẽ không còn tên Trung Quốc nữa. Khi đó, Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Và đây là một điều vô cùng đen tối cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, cơ quan thời tiết nhà nước Trung Quốc đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất đối với các tỉnh như Hà Nam, Hồ Bắc, Vũ Hán, Sơn Đông, Sơn Tây vì những trận mưa lớn gây gián đoạn nhiều hoạt động trên diện rộng. Nhiều người đã phải sơ tán ra khỏi những khu vực bị ngập nghiêm trọng. Lũ lụt thường xuyên xảy ra vào mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Theo trang mạng TikTok, một trong những trang mạng rất nổi tiếng của Trung Quốc đăng tải những hình ảnh và những đoạn video cho thấy rằng đường xá bây giờ đã biến thành sông ngòi. Tất cả các vật dụng cá nhân của người dân đều trôi lênh láng xuống sông, xuống biển. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng một số quan chức nhà nước Trung Quốc vẫn chăn ấm đệm êm. Họ vẫn tiến hành các hoạt động xâm chiếm Biển Đông bằng việc điều tới 300 tàu thuyền các loại mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, vòi rồng và cả tên lửa ra ngoài Biển Đông để tiến hành tập trận với quy mô khủng nhất từ trước tới nay. Cục Hải quân Hải quan của phía Trung Quốc cho rằng quân đội của Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận ở ngoài Biển Đông kéo dài một tháng, gây ra rất nhiều nỗi bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà mưa
mưa to gió lớn vẫn tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc để hủy diệt Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, theo nguồn tin chính thống cho biết thì mối đe dọa mưa lũ đang tồi tệ hơn sau nhiều thập kỷ. Một phần do việc xây dựng tràn lan các con đập và các con đê đã chặn dòng nước chảy giữa các con sông, làm cho mực nước dâng cao, các tuyến đê không chịu được áp lực cho nên nó sẽ bị vỡ. Theo một nguồn tin thân tín từ tình báo của Trung Quốc cho biết, thì phía Trung Quốc đã cho xây dựng tới 14 con đập lớn nhỏ từ đầu năm tới nay, gây ra nhiều hiểm họa khôn lường cho ba con sông Dương Tử, Mekong và sông Trường Giang. Đặc biệt là sông Trường Giang, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng siêu đập lớn hơn cả siêu đập Tam Hiệp nhưng chưa được nhà nước Trung Quốc công bố cho thế giới. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bài phát biểu về dự báo thời tiết, Bắc Kinh đã báo động mưa lũ lớn nhất bất thường trong 61 ngày qua liên tiếp, và đây là ngày thứ 62 mà Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa to gió lớn như vậy. Cơ quan khí tượng của Trung Quốc phát đi cảnh báo về dông bão lũ lụt liên tiếp trong 62 ngày qua. Mưa lớn bất thường làm dấy lên mối lo ngại về thiên tai, lũ bùn và lở đất. Nếu như chúng ta quan sát những hình ảnh và những đoạn video được truyền tai nhau giữa những người dân Trung Quốc quay lại, chúng ta đều thấy rằng lũ lụt vì mưa lớn bất thường trong nhiều tuần vừa qua ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 106 người thiệt mạng và mất tích. Khoảng 15 triệu người đã chịu ảnh hưởng từ đợt thiên tai năm nay. Một số vùng ghi nhận tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Hình ảnh ngôi làng tại tỉnh Quảng Tây bị chìm trong biển nước được Tân Hoa Xã đăng tải vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Theo tờ People News cho hay thì cuộc chiến giữa đại dịch Covid thời gian vừa qua khiến cuộc chuẩn bị đối phó với mưa lũ không được đầu tư đầy đủ. Bộ nguồn nước nhà nước Trung Quốc cảnh báo ba nguy cơ lớn mà các địa phương đang phải đối diện gồm lũ lụt trên diện rộng, tai nạn liên tiếp xảy ra tại hồ chứa nước và thảm họa lũ quét ở miền núi. Theo hãng tin ABC News, kỹ sư thủy lực tại tỉnh Thâm Quyến phần lớn cho rằng hồ chứa nước cỡ nhỏ của phía Trung Quốc được xây dựng từ những thập niên 60-70, bây giờ không thể đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Chính vì vậy mà khi thời tiết cực đoan xảy ra, các hồ chứa nước này sẽ không còn đáp ứng được mực nước của nó và nó sẽ bị vỡ. Đó là điều hiển nhiên. Cục khí tượng nhà nước Trung Quốc cảnh báo khu vực Tây Nam của phía Trung Quốc khả năng sẽ đón nhận đợt mưa cực lớn bắt đầu từ đầu tháng 7 kéo đến hết tháng 8. Lượng nước đổ về khu vực Trung và hạ nguồn sông Trường Giang tiếp tục tăng cao. Trong những ngày vừa qua, kể từ đầu tháng 6 đã có 5 đợt mưa lớn. Tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã đón nhận tới 4 cơn bão lớn. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo dông bão và mưa lũ liên tiếp trong 62 ngày qua đã làm ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt của người dân, cũng như hàng triệu gia đình phải di tản. Tổn thất đợt mưa lũ này lên tới 25 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, một con số vô cùng nặng nề. Người dân đang phải nhận những đợt cứu trợ tại điểm lánh nạn tạm thời ở rất nhiều tỉnh như Tứ Xuyên. Do nhà nước Trung Quốc công bố, Ban Chỉ huy Phòng chống mưa bão ở Trung Quốc đã ra quyết định kích hoạt phản ứng khẩn cấp số 4, tức là cảnh báo rất cao. Tân Hoa Xã đưa tin tất cả các vùng miền của Trung Quốc đang ngập chìm trong biển nước và nhiều khả năng sau đợt ngập lụt này, Trung Quốc sẽ đón nhận những thiên tai dịch bệnh. Còn nhớ năm 2021, Trung Quốc đón nhận tới 41 cơn bão và trải qua hơn 3 tháng mưa to gió lớn khiến cho tình trạng điện đường trường trạm bị phong tỏa ở khắp mọi nơi. Và chắc chắn trong một vài ngày tới, các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và khí tượng nhà nước Trung ương Trung Quốc cũng như trên thế giới đã nhận định rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đón nhận những cơn bão số 5, 6, 7, 8, 9 và đây chính là một điều đang xảy ra đối với Bắc Kinh. Và nếu như Trung Quốc không cẩn thận sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Đây cũng là thông tin vô cùng không vui cho chính phủ Bắc Kinh, nhưng lại là thông tin rất tuyệt vời cho Triều Tiên, cho các nước mà quân đội của phía Trung Quốc đang đi xâm chiếm, trong đó có Ấn Độ. Và liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc, mới đây thì Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc không tập trận ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước thông tin cuộc tập trận kéo dài 10 ngày trên Biển Đông, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình. Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo hàng hải của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông và thực thi quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982.
2, một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo Công ước 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực Biển Đông. Phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Thông báo được đăng trên Cục Hải sự Trung Quốc cho hay, cuộc tập trận diễn ra ở Biển Đông từ ngày 6 tháng 6 năm 2023 tới 16 tháng 6 năm 2023. Thông báo nêu rõ quy mô của cuộc tập trận, chỉ nói rằng cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan. Một phần của khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam và Việt Nam trước đây đã lên án về hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông báo mới nhất. Vâng, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh, sau đó ấn biểu tượng chuông ở góc màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin mới nhất trong chương trình tiếp theo của chúng tôi.